Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Việt TV của mình. Hôm nay nhà mình sẽ nấu món canh chua cá lóc, cho nên mình sẽ up lên clip để cho cả nhà cùng xem nhé. Bây giờ mình trước mắt bà xã mình sẽ làm sạch cá. Ta sẽ móc mấy cái cục máu nó nóng trong mang với dưới ướp để cho nấu canh nó ăn trúng mấy cục máu nó khỏi bị tanh nha cả nhà. Sẵn đây mình cũng sẽ móc hai cái vải hai bên hông á, hai cái ở hai bên hông nó bị cứng cho nên tôi phải móc bỏ và lấy luôn hàm răng con cá ra, vì răng cá để hồi ăn á, thì có thể nó sóc miệng của mình, cho nên mình sẽ làm kỹ chút. Đấy, xin trong ngoài rất sạch. Cái ruột cá mình cũng mổ ra chứ mình không dám để như mấy chú mấy bác ở dưới quê, người ta kêu để như vậy luôn ăn nó ngon hơn chứ móc ra nó mất ngon. Nhưng mà đây mình xài dính lưỡi câu cho nên mình cũng phải mổ ra vệ sinh sạch ở trong. Đúng ra là con cá lóc với ruột cá này ăn rất là ngon. Thì rửa cái ruột cá thì sát qua ít muối để cho nó làm sạch nhớt và con cá. Đây là những loại hoa củ quả chút nữa mình sẽ nêm vô nồi canh chua, có đậu rồng nè, cà chua và những cái rau thơm đây. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem. Những cái này chút nữa mình sẽ đổ hết vào nồi canh chua nhé. Đây là me. Mình sẽ đổ nước sôi vào cho nó ra nước. Chút nữa rồi sẽ đổ vào nồi canh chua để cho nó được có hương vị chua. Đây là những loại rau chút nữa sẽ nêm vào nồi canh, bỏ vào nồi canh. Đó, bây giờ bắt đầu chúng ta bỏ cá vào nấu nha mọi người. Rồi, bây giờ ta bỏ vô ta nấu, chờ nó sôi lên bắt đầu ta sẽ nêm nếm và ta sẽ bỏ rau rồi vô. Bỏ nãy gì chưa quay. Bây giờ ta phải trong lúc mà chờ sôi ta sẽ sắc tỏi, phi tỏi hành đồ trước. Bà này đập mấy củ có thể mình đập chút nữa rồi sẽ phi lên. Thôi cái lỗ ra nó thơm nha cả nhà. Đây nồi cá bắt đầu có chuẩn bị sôi. Ta xin đem vào ít muối. Ít muối, ít bột ngọt. Đường và hạt nêm nha cả nhà. Nêm nếm sao cho nó vừa ăn là được rồi. Đây, những cái rau thơm đồ mình đã sắc ra sẵn để chút nữa mình sẽ nêm vô. Mình bỏ vô cho nó có vị. Mấy cái bọt này các bạn phải vớt bỏ mấy cái bọt ra cho nó, để mấy cái bọt này nó rút nó không được ngon cho lắm.
Mình nấu thì mình luôn luôn vớt mấy cái bọt ra mình bỏ. Bây giờ mình sẽ đổ dầu vào, mình phi cái tỏi hành hồi nãy mình đập ra đó, cái bà xã đập ra đó, để phi lên để chút nữa đổ vào nồi canh cho nó thơm nhé. Bây giờ đổ vô để phi lên. Phi cho nó vàng lên nó mới thơm nha mọi người. Đấy, mình sẽ lắc đều nó lên cho để nó cháy. Mọi người nhìn cái nồi canh thấy hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Hôm nay nấu nồi canh này ở nhà mình có đứa em nó xuống thăm chơi, cho nên sẵn mình nấu cho nó ăn rồi mình quay cái clip luôn để mời luôn cả nhà. Rồi mình vớt cá ra, sau đó mình bỏ rau đồ vào, rồi nêm nếm xong mình sẽ bỏ cá vô lại nha cả nhà. Rồi bỏ cà chua vào, cà chua với những cái rau quả hồi nãy mình cắt á, bây giờ mình sẽ cho hết vào trong nồi. Cho giờ xong rồi qua mình cũng quấy đều nó lên cho nó vậy, đều lên cho nó chín cho nó đều. Đó là bạc hà. Thêm một món ăn nữa cũng là cá lóc chiên nha. Cái này là cá lóc chiên dành nước mắm chứ không bỏ vô đầy canh. Quay lộn tắt mà quên đổ xuống. Giờ quay cái gì vậy? Xong chưa? Bấm chừng đi. Đó, bây giờ thịt lấy giá quậy đều của nồi canh lên cho nó chín, cho nó đều rau. Và bây giờ chúng ta sẽ làm ít nước mắm và đổ đổ me, nước me vào để cho nó chua, cái nồi canh chua nó hấp dẫn nha cả nhà. Đó. Mình chỉ đổ cái nước thôi, còn cái thì mình không đổ vô làm gì. Hôm nay mình nấu nồi canh chua này bằng me. Mình chắc hết cái nước thì cái hộp với
rồi mình sẽ bỏ ra ngoài. Chứ bỏ hột vô ăn hồi gãy răng á. Rồi bỏ đậu rồng vào. Đậu rồng này cũng có thể ăn sống và cũng có thể ăn chín được nha cả nhà. Bình thường mình cũng hay lấy ăn sống. Rau rồi thì chỉ có một số rau mình mua ở ngoài thôi, chứ còn bao nhiêu thì chủ yếu ở nhà trồng. Đây, nước mắm cũng tự ở nhà làm nha cả nhà. Tự mua cá về ủ lên và nấu ra nước mắm. Đây là nước mắm nguyên chất rồi. Nhìn chén nước mắm sắc ớt vô nhìn thèm liền. Lấy một ít nước mắm bỏ rưới lên cái mấy khúc cá hồi nãy mới nó trong nồi canh vớt ra, cho nó thấm sơ lên hồi ăn nó thấm nó ngon hơn. Còn ít thì đổ vào nồi canh nêm nếm cho nó vừa ăn. Đó, cũng sắp xong rồi, chuẩn bị có một nồi canh chua đặc biệt. Mấy cái rau mà khó chín thì ta bỏ nó vô trước, còn mấy cái rau mà nó dễ chín thì bỏ vô sau. Cái mấy rau mà dễ chín các bạn bỏ vô trước hồi nó rụt mất. Đấy, các bạn nhìn ở nhà mọi người thấy nồi canh chua hấp dẫn chưa? Chỉ là một con cá lóc thôi nhưng mà lại đạo diễn được một nồi canh chua rất là ngon. Đấy, bây giờ bỏ mấy cái rau rồi này kia vô. Bây giờ nhìn nồi canh quá tuyệt luôn. Đó, thì vớt rau ra một bên để cho cá đồ nó nổi lên. Đây là cái này là hành tỏi phi hồi nãy, bây giờ mình bỏ vô cho nó có hương vị nha cả nhà mọi người. Đấy, chúng ta đã bắt đầu có một nồi canh chua rất là đặc biệt. Bây giờ mình dọn ra đây, có gì mình mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Đấy, cá trong canh chua mình vớt ra. Đó, nhìn bữa cơm của gia đình mình và mời đứa em ăn. Nhìn cũng khá hấp dẫn phải không mọi người? Cái này là buổi ăn tối của gia đình mình và có đứa em tới chơi, cho nên cả ba người cùng thưởng thức. Có gì mời cả nhà cùng thưởng thức luôn nhé. Đây mình quay sát sát để cho cả nhà tham khảo. Đó là tô canh. Bây giờ mình sẽ ngồi cùng ăn với gia đình. Rồi. Để mình gấp lên, gấp cái đầu cá lên để mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp cái đầu cá lên mời cả nhà cùng thưởng thức. Mời cả nhà, ôi giời, to quá rớt à. Xích nữa là khỏi ăn luôn. Mọi người xem clip thấy hay có ý nghĩa, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Việt nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong một clip sắp tới. Xin tạm biệt. Chào cả nhà.